phụ nữ sẽ là người đi làm, đàn ông thuê nhà, phụ nữ bỏ tiền ra cưới đàn ông về mà. Thôi cưới được. Cái ngọt thì rất là con chó liền thang. Hiệu quả hơn. Hiệu quả hơn, để cùng vẽ cái miệng gần quá. Ê, có người chết em nữa. Cũng là sau gần 10 tiếng di chuyển thì cuối cùng tụi mình cũng đã đến được cái điểm cần đến. Behind the scene là một dạng video rất là phổ biến với mục đích là ghi lại những cái góc nhìn ở phía sau ống kính, mô tả chân thật nhất những cái cảm xúc, kỷ niệm và tình huống diễn ra ở trong một cái dự án hoặc là một cái chuyến đi. Các tình huống này thường là những cái khoảnh khắc diễn ra một lần, khiến cho cái behind the scene nó thường mộc mạc, giản dị, dễ xem và giúp người xem hiểu hơn về con người và quá trình làm ra cái dự án đó. Vì những cái yếu tố trên á, khiến cho cái việc làm một cái clip behind the scene nó vừa dễ mà nó cũng vừa khó nữa. Nó dễ ở cái chỗ là bạn có thể bỏ qua những yếu tố kỹ thuật về góc máy, về ống kính, rồi máy ảnh như thế nào đó. Nhưng khó ở chỗ là bạn phải cực kỳ nhanh nhẹn để bắt được các khoảnh khắc nó chân thật nhất, vì nó đến nhanh và nó vụt qua cũng nhanh. Trời ơi. Mình chọn sử dụng một cái chiếc điện thoại để phục vụ cho mục đích là nó nhỏ gọn nè, thao tác nhanh nhất có thể. Và cụ thể là mình dùng Reno 8 5G, nó có khả năng xử lý nhanh nè, thao tác mở máy và bấm quay rất là mượt, để mình không bỏ lỡ những cái khoảnh khắc nào hết. Mình không chọn một cái chiếc máy ảnh là vì điện thoại nó nhanh và nó gọn hơn. Bật máy quay lên xong rồi setup thông số, xong rồi chỉnh ống kính các thứ thì nó khá là mất thời gian. Vậy có lại mỗi lần mà thêm một người phụ nó sẽ kéo dài thêm một miếng nữa. Vừa nói với bạn có chế không? Không có chế bạn. Thì mình em cưới về là ở rễ xong không có quyền hành gì á. Nữ thôi, chứ đồ ngũ hệ. Chứ đồ ngũ hệ mà. Độc ác cho ta. Tôi độc ác vô gì. Không có quyền hành gì hết, bạn vừa nói là không có quyền hành gì hết. Tức là phụ nữ sẽ là người đi làm, đàn ông thuê nhà. Phụ nữ bỏ tiền ra cưới đàn ông về mà. Thôi cưới được. Có một số mẹo để thực hiện một cái clip behind the scene dễ hơn và mình thường bám sát theo, đó là tập trung vào những thứ gì đang diễn ra và cảm xúc ở xung quanh nó. Ví dụ như ở một cái địa điểm là có một cái hoạt động chính thì cái cần chú ý là hoạt động chính đó và những cái cảm xúc của những người xung quanh. Không phải. Cái tập dễ hả mày? Anh chứ bạn dễ đi. Dễ đi. Để không hiệu quả. Hiệu quả hơn. Hiệu quả hơn để cùng vẽ cái miệng gần quá. Ê biết ai đúng rồi hơn sao vậy em miệng trước. Ví dụ như khi mình đến một cái vườn cacao thì mọi người sẽ tìm hiểu về cacao và ăn thử cacao. Thì cái việc tìm hiểu và ăn thử là hai cái hoạt động chính, và cảm xúc của những người xung quanh là ăn nó và chua ngọt như thế nào, rồi đó là những cảm xúc mà mình cần ghi nhận lại. Bám sát vào hai cái yếu tố trên thì bạn sẽ có được rất nhiều đoạn phim mang nhiều cảm xúc và những cái câu chuyện xung quanh đó. Những cái này mình chắc chắn là sẽ rất là thu hút người xem. Không hề chua luôn. Thiệt, chua miếng nào. Rất là con chó liền thang. Đang quay mà. Thứ hai là không gian và thời gian của cái hoạt động chính. Ngoài cái yếu tố chính là con người và cảm xúc thì cũng cần có một chút hiệu ứng của không gian và thời gian, mô tả cho người xem ở đây là ở đâu, ban đêm ban ngày, khung cảnh nó đẹp ra sao, không khí lạnh hay là có gió hay không. Đây là một yếu tố phụ để người xem hiểu hơn, cảm nhận một chút cảm giác của người trong video và hiểu rõ hơn công việc mà họ đang làm. Nó dính lắm mày ơi, nó như mày nghĩ đâu. Để thực hiện được và bám sát những cái yếu tố vừa nêu trên thì bạn phải hòa nhập vào đoàn người, hiểu được công việc mọi người đang làm và dự đoán được những cái gì sắp diễn ra và nắm bắt cái khoảnh khắc đó. Bữa nay đi cà phê của anh rồi. Lộn xíu. Tôi cũng hay đó thầy. Chứ mà tôi bất cứ hết trời. Ngoài việc phải hòa nhập thì cái thiết bị cũng sẽ là một phần để hỗ trợ bạn. Thiết bị phải luôn sẵn sàng, rút ra là quay được luôn, có khả năng chống rung tốt nè, để đảm bảo chất lượng video cơ bản ở mức xem được đủ nước, đủ nét, đủ sáng để mà người xem có thể xem. Chứ mà kiểu quay bằng máy ảnh, rút máy ra xong cân gimbal các thứ rồi chỉnh thông số, chắc chắn là bạn sẽ bỏ qua khoảnh khắc đó. Cụ thể là mình dùng Reno 8, nó cho mình cái cảm giác an toàn hơn ở khả năng chống rung nè, mình hoàn toàn có thể quay bằng tay và video rất ổn định. Thậm chí là có một đoạn phim mình vừa chạy xe đạp buông tay, vừa cầm Reno 8 để quay thì vẫn đáp ứng được và đủ cái độ ổn định. Ôi, ghê chưa? Ghê chưa? Nó như trách nhiệm của một người, trách nhiệm của sau đó thì gia đình của bé đó sao? Có thông cảm không? Hay là có... thì nói chung là cái đó nó không có nằm trong phạm vi và quyền hạn của tôi nữa, giờ sẽ nằm ở giáo xứ.
Tiếp theo là về phần âm thanh, behind the scene thường sẽ là sử dụng mic thu âm của thiết bị ghi hình luôn, không có gắn mic rời. Và nếu xịn lắm thì sẽ gắn những cái mic shotgun rất là gọn, cho nên mình chỉ sử dụng mic của điện thoại mà thôi. Nhưng bạn có thể nghe được âm thanh nó khá là rõ ràng và các đoạn hội thoại nó tiếng đầy đủ, nghe rõ người nói đang nói gì. Đây cũng là một lợi thế lớn. Và cho đến khi mình sử dụng Realme 8 để quay behind the scene thì mình mới nhận ra toàn, bởi vì đa số những cái trường hợp mình đều gắn mic rời. Anh gấp kèo gì đó. Có cái gấp than đâu ta. Có gấp than. Lạnh quá. Thì mở hơi vô. Để trên xe rồi. Chứ lấy cái áo, lấy cái mền đó. Một lít có thể sáng. Một lít có thể sáng. Phần nữa là thiết bị phải hoạt động tốt trong nhiều môi trường, quay ngày được, quay đêm được, vì môi trường là theo công việc và behind the scene là không có setup, không có ánh sáng gì hết. Cho nên là một thiết bị quay đêm tốt sẽ là một cái lợi thế. Reno 8 nó cho mình cảm giác nó ổn hơn khi mà quay đêm. Bạn có thể xem những cái video mình quay ở trong chợ đêm. Video rất là trong, chất lượng chống rung ổn và đảm bảo được công việc mặc dù ở trong cái điều kiện thiếu sáng. Bạn nhớ tụi anh đậu gấp nha bạn. Bạn ăn gì nhiều ngọt dữ bạn? Cái này là gì? Ăn cơm đào. Bao nhiêu rồi bạn? Tôi thấy nó ok đó bạn. Nếu mà tôi lại. Việc quay đêm ở trong những cái chuyến đi nó cực kỳ là quan trọng. Tại vì đây là những cái khoảnh khắc của những buổi ăn tối, là lúc mọi người nói chuyện và cũng là lúc mọi người trở nên gần nhau hơn. Reno 8 5G cho mình cái góc nhìn về ban đêm rõ ràng hơn. Chân dung của mọi người được thể hiện nó tốt hơn nhờ những thực phẩm về cái tính toán của AI. Nó rất là oppo nhưng vẫn giữ lại được cái nét chân thật, cái nét đặc trưng của chủ thể. Đúng rồi, bạn phải làm một cái vùng trời luôn mà thì nó thiệt là sáng thì cá nó mới thấy và cái việc đánh bắn nó đơn giản hơn. Không, nó sẽ kiểu nó bị thu hút á. Nè, coi ngồi gạt gạt nè, màn hình tối đen nè. Ngồi gạt gạt nè. Trời ơi. Vâng, bây giờ tôi sẽ chờ một chút nữa xem là khi cái cơ thể người đàn ông mình diễn biến sẽ như thế nào ạ. Cảm ơn bạn lắc nhẹ cái tóc của mình. Rồi, tiện đây mình xin chia sẻ thêm một vài mẹo để chụp đêm. Thường mình sẽ tìm một cái nguồn sáng nhỏ, chụp tập trung và cho mẫu đứng vào trong cái khu vực nó có cái ánh sáng tương đối là ít thôi. Và một phần còn lại mình sẽ nhờ cái điện thoại ha. Nhưng mà phải có một cái nguồn sáng nó tương đối là nhỏ nhỏ để mà chiếu sáng lên trên mẫu. Một á, là để có một chút ánh sáng cho điện thoại nó giảm bớt cái gánh nặng. Thứ hai là cũng phải cần có một nguồn sáng chính để mà làm cho mẫu nó sáng lên, để cho mọi thứ trong khung hình nó rõ ràng hơn, có vùng shadow, có vùng highlight, cái ảnh nó sẽ tốt hơn. Và anh em chú ý là khi chụp ban đêm, chụp điều kiện thiếu sáng thì đừng nên chụp ở những cái vùng rất rộng. Hãy chụp tập trung một chút xíu, hãy chụp mình biết mình chụp cái gì và chụp đủ trong cái khu vực đó thôi. Đừng chụp nó quá rộng ra, tại vì khi mà anh em chụp rộng ra, chi tiết ở trong hình nó sẽ bị giảm đi. Tại vì vùng tối nó sẽ nhiều hơn và điện thoại nó sẽ cố gắng đẩy những cái chi tiết đó lên. Chất lượng chống rung ở độ phân giải 4K cho mình cái sự yên tâm. Mình có thể sử dụng nó ở trong những cái điều kiện bình thường, sử dụng hàng ngày nhưng vẫn có cái chất lượng ổn định. Mặc dù là trong một số trường hợp, trong một vài cảnh quay vẫn có sự rung lắc, nhưng mà đối với mình, những cái cảnh quay đó chuyển động rất mạnh, nó khó mà có thể đáp ứng được. Và trong những trường hợp như vậy thì thường chỉ có thể trông chờ vào gimbal mà thôi. Bằng việc sử dụng Reno 8, mình đã thực hiện cái clip behind the scene nó dễ dàng hơn. Mình có một cái chiếc máy nhanh phản ứng được trong tay và mình đúng nghĩa là shot and run. Không có một khoảng hở nào trong cái chuyến đi cả. Thì trong cái chuyến đi này, Reno 8 nó cho mình 3 cái điểm nhấn và làm mình thao tác nhanh hơn, dễ dàng hơn trong việc thực hiện clip behind the scene. Phải nói đầu tiên là chống rung đi, tại vì tất cả những cảnh quay của mình đều thực hiện trên cái nền tảng chống rung đó, đều có tính năng này nó hỗ trợ. Mặc dù nó chỉ dừng lại ở mức là phần mềm, là những cái thuật toán, là những cái tính toán của AI, nó không thể so sánh với những cái thiết bị vật lý giống như là gimbal, nhưng nó vẫn cho mình một cái workflow đơn giản, thực hiện đơn giản hơn, nhanh hơn, chỉ bằng điện thoại thôi, nhưng mình vẫn có những cái chất lượng ổn định trong chuyến đi này. Thứ hai là cái khả năng thích ứng ở trong những cái môi trường thiếu sáng giống như trong nhà nè,
viện bảo tàng và đặc biệt là ban đêm. Đã có rất nhiều những cái thuật toán mới, những cái nâng cấp, những cái bí quyết của hãng được áp dụng vào trong đây. Nghe thì có vẻ đơn giản nhưng nó cực kỳ thử thách với những cái chiếc điện thoại giống như Renault 8 5G. Và mình đang thấy Renault 8 đang thực hiện tốt cái vai trò và cái nhiệm vụ của mình. Cuối cùng vẫn là cái khả năng thích ứng và hoạt động nhanh. Ngay khi đầu mình nhảy số, mình có một cái cảnh quay hay là mình muốn bắt một cái khoảnh khắc nào thì Renault 8 5G nó đã sẵn sàng ngay trên tay của mình và có thể bấm nút quay ngay tại thời điểm đó. Cho nên là trong chuyến đi này mình gần như không bỏ sót một cái khoảnh khắc nào, một cái nụ cười nào của những thành viên ở trong chuyến đi. Thì đây là một cái điểm mình cực kỳ đánh giá cao ở Renault 8 5G. Qua những cái chia sẻ về chụp và quay behind the scene vừa rồi, hy vọng bạn sẽ hiểu hơn cách làm một clip behind the scene nó như thế nào, nó đơn giản ra sao và không bỏ qua những cái clip như thế này khi bạn thực hiện một cái dự án, một cái công việc hoặc một cái chuyến đi. Nó sẽ giữ lại những cái kỷ niệm cùng nhau, cùng với đồng nghiệp và để lại cho bạn những cái động lực sau này khi mà xem lại.